Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 7 tháng 11 năm 2013. Phải ngày 7 hôm nay? Ngày 8 hả? Ồ, hôm bao vậy? Thưa các vị, hôm nay là ngày 8 tháng 11 rồi. Tôi đếm từ ngày mà tôi lại nói lui lại một ngày. Chúng ta chỉ còn gặp mặt nhau bữa nay bữa mai, và sáng mốt thì lăn xăng một buổi sáng, thế rồi chiều chia tay rồi. Hôm nay thì các vị mừng đi là vừa. Ủa ha. Lấy quay gặp lại thầy nữa mất công lắm con. Thưa các vị, là ngày xưa có một vị thiền tăng là ngài Phật Quả Viên Ngộ. Thầy có mấy câu rất là hay. Đây là một cái câu mà ngài Pháp Ngữ người ta tuyển, mình đọc cái câu này cho các vị nghe nè. Ngài nói rằng là ta xưa đến giờ vốn là không có cái tâm mong mỏi tìm cầu chi cả. Thế nhưng mà hôm nay một cái kho bảo tàng tự nhiên nó đến với ta. Kho bảo tàng ấy là gì? Trên thì trời, dưới thì đất. Bên trái thì có trù phòng, nhà kho. Bên phải thì có tăng đường và có khách đường. Trước mặt ta thì có Phật điện và cổng chùa. Phía sau thì có nhà nghỉ và có phương trượng. Bảo tàng này từ đâu mà tới và bảo tàng này ở chỗ nào? Các ông có nhìn ra không? Ngay bây giờ, ngồi hay đứng đều rất là bình thường. Thấy và nghe rất là tỏ tường, sáng rỡ hiện tiền, không có chi mà bị che lấp. Rỗng rang thanh tịnh vô biên, sạch hết phàm tình và thánh giải. Trong tâm không có gì bị câu thúc, quấy nước sông Trường Giang làm sữa ngọt, và khắp đại địa là vàng ròng. Đó là bảo tàng của ông. Và cái câu này nó dễ hiểu hay là nó khó hiểu với chúng ta? Thưa các vị, đối với con đường thiền tập nó vô cùng đơn giản. Chúng ta đi, thế nhưng mà chúng ta đem cái năng lực nhận biết để bước, và biết từng bước chân mình đang đi thì gọi đó là thiền tập. Các vị nhìn, các vị đem cái năng lực nhận biết phủ trùm trong cái nhìn của các vị, để biết rằng mọi đối tượng trước mắt các vị rõ ràng, sáng tỏ, không có để cho vọng thức lang thang. Thế thì các vị đang thiền tập trong lúc các vị nhìn ngắm. Cũng hàm một nghĩa rằng là trong mọi thời khắc giữa đời sống này, nào thì thiên nhiên, nào đất trời, nào cảnh trí, nào con người, là cái món quà tặng đưa đến cho các vị, cả nhất là quà tặng của niềm vui. Cũng cái nhìn như thế, nhưng mà mình sẽ phát sinh phiền não. Có cần cái gì không? Không cần gì. Thế nhưng mà cũng cái nhìn như vậy mà mình phát sinh niềm vui, đó là bảo tàng rồi. Cái điều thứ hai, thưa các vị, ta cứ lầm tưởng rằng là cái sinh hoạt thiền tập nó phải là cái gì ghê gớm. Thế nhưng mà khi ta đem cái năng lực nhận biết vào mọi sinh hoạt của ta, thì mọi cái động thái của các vị trên mặt đại địa này không phút giây nào không là thiền tập cả. Không có thời khắc nào không phải là thời khắc công phu cả. Việc làm thì như nhau, nhưng mà nội dung của việc làm, nếu có cái năng lực nhận biết đi vô, thì việc làm của các vị nó trở thành rất là khác. Cái khác đầu tiên đó là mọi cái sinh hoạt của chúng ta trong một ngày nó không phải là cái sinh hoạt nhàm chán, nó không phải là sự lặp lại cũ mục và đường rảnh nó giống như nhau, mà là cái sinh hoạt nó luôn tràn đầy niềm vui và phúc lạc. Điều thứ hai,
trong mọi động thái của đời sống chúng ta mà chúng ta đem cái năng lực nhận biết đi vô á, thì chúng ta là người thưởng lãm được trọn vẹn nhất điều kiện của đất trời tặng cho ta. Chúng ta thưởng lãm được trọn vẹn thân tâm chúng ta đang có mặt ngay nơi đây và bây giờ. Thưa các vị, đời sống mình sở dĩ mình nó héo úa, nó ủ ê, nó nhàm chán là do vì mình để cho tâm thức mình nó cứ rong ruổi ngược xuôi, ngồi đây mà tính cái chuyện trăm năm sắp tới, và ngồi đây mà nhớ lại cái việc đã qua mấy mươi năm. Mình tự chuốc phiền muộn cho mình, rồi mình nhìn thấy đất trời này nó rất là cũ. Trong khi cái việc vô cùng giản dị như thiền sư nói là ta không cần tìm cầu châu báu. Thế nhưng mà châu báu tự đến, châu báu đó nó nằm ở ngẩng mặt thì thấy trời, cúi xuống thì thấy đất, trước mặt thì cỏ cây, sau lưng thì núi rừng, chung quanh ta thì không khí thanh bình để ta thở, nhìn ngược trở lại thì thân chúng ta ngồi đứng nói năng đi lại vân vân, nó rất là an bình và mọi cái đều sáng tỏ hiện ra trước mắt ta. Đó là kho báu chứ không phải cần kho báu ở gì khác xa cả. Và làm được như thế này thì người xưa gọi là khuấy nước Trường Giang làm đề hồ, tức là nước lạnh thôi cũng trở thành sữa ngọt, và mặt đất bình thường ô uế này trở thành quỳnh kim, tức là trở thành vàng ròng như cảnh giới Cực Lạc. Đó là lời của ngài Phật Quả Viên Ngộ tặng cho chúng ta. Tóm lại cái ý của cái câu này nó rất là ngắn thôi, tức là mọi sinh hoạt của các vị trên mặt đại địa này, nếu các vị đem cái năng lực nhận biết của các vị làm cho nó sáng bừng, tức là an trú tâm ngay phút giây hiện tiền, tiếp xúc với hoàn cảnh bên ngoài, tiếp xúc với tự thân bên trong, tiếp xúc với từng ý niệm bên trong của các vị, thì các vị đang thiền tập từng sát na một. Và tự nhiên cái điều này nó có mặt thì nó xảy ra ngàn điều chuyển biến, chứ không phải là nó giống như bình thường thế này. Ta vẫn sống như cuộc đời, vẫn đứng, vẫn đi, vẫn ăn uống bình thường, vẫn trong đời sống gia đình như thế. Thế nhưng mà cái sự khác biệt rất lớn, đó là bây giờ việc làm của chúng ta có phẩm chất, chứ không phải là ủ ê, buồn chán, không phải là cái sáo mòn cũ kỹ như thế này. Đó là điều thứ nhất. Bên kia có nghe không vậy? Thế rồi việc thứ hai, mình sẽ đi vô. Hôm qua mình đã đi vô cái phần là năng lực dẫn dắt an lạc của tâm đó. Hôm nay học cho xong chứ không thôi mình cứ kiếm chuyện nói lang thang, là các vị không có học hết cái bài học về một chữ này, học về một chữ tâm. Chúng ta đang đi đến cái phần C của vấn đề. Phần thứ nhất là cái chi? Chủ đề của phần thứ nhất là cái chi đó quên mất rồi. A, B. Và mình bây giờ đi đến phần C. Ôn bài coi học có gì phần thứ nhất. Phần C là năng lực dẫn dắt an lạc, phải không? Một cái chữ này nó sinh ra ngàn vạn điều nghe. Ví dụ như cái câu pháp ngữ của ngài Phật Quả vừa rồi, nó cũng sinh ra từ cái chữ này. Khi các vị đem cái tâm nhận biết của các vị gắn liền với từng bước chân các vị đi thì gọi là thiền hành. Khi các vị đem cái tâm nhận biết của các vị phủ trùm toàn thân lúc các vị ngồi thì người ta gọi là ngồi thiền, gọi là đăng niệm thân hành. Rồi các vị lại Phật mà các vị đem năng lực nhận biết của tâm phủ trùm toàn thân thì lúc đó từng cái lại của các vị không có đơn giản là làm cho người chung quanh nhìn ngắm các vị thấy cái tư thế lại đẹp, mà thập phương chư Như Lai cũng hoan hỷ tán trợ từng cái lại của các vị. Rồi mình làm việc, rồi mình nói năng, và mình đi vô sở làm vân vân. Khi các vị có được cái năng lực thực tập, tức là đem năng lực nhận biết phổ vào toàn thân của các vị,
Thì cái điều tất nhiên là cũng có người ấy, nhưng mà không phải là một nhân viên làm trong công sở bình thường nữa. Người ta nhìn ra trong các vị nó có cái phẩm chất rất là kỳ lạ. Sự có mặt của các vị trong cái môi trường đời sống nó làm cho cả một vùng không gian yên bình, tĩnh lặng lại. Rồi cái sự có mặt của các vị trong gia đình thôi là nó làm cho cái năng lượng gia đình đầm thắm lại, yên bình lại, hạnh phúc lại. Chuyện này nó phải xảy ra chứ không có gì khó hiểu cả. Nếu ta có tu thì cái điều đầu tiên là ít đến là đến với ta trước. Ta an lạc, ta thảnh thơi, ta thong dong, ta vững vàng. Rồi cái điều đó nó lây lan đến người thân ta, tức là người gần ta trước. Sau đó lây lan đến người chung quanh. Thế cho nên cái việc tu xưa các vị nó không phải dành cho Phật tử, mà nó dành cho tất cả những người mà thông minh. Anh không muốn luyện đời sống anh một cách phí phạm. Anh không muốn đời sống này nó trôi qua kẻ tai như nước vốc rồi tuột qua kẻ tai. Anh muốn đời sống này anh thưởng thức từng ngày giữa cuộc đời nó rất là đáng giá, cho nên anh tu thôi chứ không có lý do là anh quy Phật anh mới tu. Chuyện nó là như vậy. Và chúng ta còn hiểu thêm một điều, cái công phu thiền tập nó vượt ngoài tất cả hình sắc và tổ chức tôn giáo. Nó không dính gì với cái chuyện đạo Phật hay là không phải đạo Phật. Nó không dính gì đến truyền thống tịnh mặc gì cả. Nó là một phương pháp thực tập để nhuần gọi thân tâm, để nâng đời sống ta đặt lên cái bình diện cao hơn trong cuộc sống đời thường. Do vậy cho nên tu là việc nó phải xảy ra với người có một chút thông minh. Nói như thế thì nó hơi xúc phạm nhau, tại vì người ta không thông minh tức là người ta không tu thì nó đụng chạm nhau quá đáng, nhưng mà chuyện nó là như vậy. Thế rồi chúng ta nhận diện là thưa các vị, từ tâm này nó sinh ra cái phần B, nó là cái năng lực dẫn dắt phiền não. Và đây là những cái câu thoại ngữ từ trong kinh Tâm Địa Quán mà các vị nên học. Tâm như ruồi sanh, tâm như kẻ trộm, tâm như chi nữa, tâm như cựu thù, tâm như gì nữa, rồi gì nữa. Và những điều này đều đúng cả nghe các vị. Các vị hãy chiêm nghiệm những lúc nó làm ăn ăn mày, những lúc nó làm kẻ quan gia, những lúc nó làm giòi bọ và kênh kênh, những lúc nó làm ruồi sanh, rất là chính xác. Đây là được trích từ trong kinh Tâm Địa Quán ạ. Thế thì cái phần này nó cũng vô cùng quan trọng, là ngoài cái năng lực chuốc phiền não để đầu độc chính mình thì tâm mình nó cũng có năng lực là nó làm đời sống mình dâng lên. Tu anh không thể tu cái điều gì khác ngoài những cái tâm sở, tức là những cái phần tùy tùng tùy tướng của tâm, chứ còn ngay bản chất của tâm vương thì anh không tu được. Nếu ta dùng cái từ trong duy thức học, tức là nhãn, tức là ngay nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý thức ở tầng sâu thì ta không tu nơi nơi đó được, mà chỉ tu ở cái phần những cái tâm tùy tùng thôi. Và trong những cái tùy tùng thì có hai loại, một loại là phiền não tâm sở, một loại thiện tâm sở. Thì thiện tâm sở đầu tiên nó được gọi là tính theo, nó là dẫn đầu trong năm món tính tấn điểm định tuệ. Cái thứ hai hôm qua chúng ta học là mong cầu, và cái thứ ba đó là gì, tùy hỷ thiện hạnh. Cái thứ tư đó là phát Bồ Đề Tâm. Cái thứ năm đó hành Bồ Tát hạnh. Mình chia ra làm năm phần đó. Kỳ thực là khi có niềm tin tam bảo xây dựng vững chắc là đã bước một bước khá dài trên con đường tu rồi đó.
Và không chỉ phát niềm tin Tam Bảo thôi, mà tín này nó còn làm cái nền vô cùng vững chắc, đó là tín nhân quả tội phước. Tại vì trên cái tiến trình tu mà anh không có tin cái điều này thì anh không có thiết lập được cái bản nguyện sâu chắc để có thể tiến được trên con đường tu. Nhân quả tội phước nó theo dính liền thôi, chứ có nó không có rời ta phút giây nào cả. Mình tạo cái nghiệp lành ngay bây giờ thì cái quả lành nó liền đến, chứ còn không phải là đợi các vị mất rồi thì quả lành nó mới đến. Không phải là cái chuyện tương lai tới cuối đường hầm mới thấy ánh sáng. Giản dị thế này thì nó dễ hiểu. Ví dụ như trong tâm mình nó sinh khởi cái thù hận ai, mình chưa giết người ta nhưng mà mình đã chuốc độc đời mình, làm khốn đốn đời mình rồi. Mình thù ghét ai, chưa chắc gì người ta chết nhưng mà ngay hiện tiền là mình đã cay đắng khi gặp mặt người đó. Thế thì khổ hay là sung sướng? Trái tim của mình nó thổn thức, nó phiền muộn. Nhà của mình rộng nhưng mà người đó có mặt rồi tự nhiên thấy nhà nó rất là chật, đi đâu gặp mặt hết. Thì anh đã chuốc độc đời sống anh đã tàn phá, anh đã làm hại anh rồi, khi có cái ác niệm khởi lên, chứ chưa nói gì về cái chuyện làm ác. Thù oán nè, bất an nè, giận dữ nè, sân si nè, đó là những loại tâm hành nó vô cùng là nó vô cùng tiêu cực. Có nó thì nó tàn phá chính tự thân mình trước, chứ không phải là nó giết ai. Thử nhận diện về điều này. Ví dụ như mình có một cái chút kinh nghiệm về cái nỗi thù hận ai thì các vị thấy trái tim mình nó rất là ngột ngạt, gặp người là thở không được rồi. Thế thì thưa các vị, cái điều rất rõ ràng là cái nền tảng của tính này không những nó xây dựng niềm tin như Tam Bảo, nó xây dựng cái lớp nền vô cùng căn bản là tin nhân quả tội phước. Và khi có nhân quả tội phước, có niềm tin đó thì ta cũng tin cái dòng chảy nghiệp nó dẫn ta trong ba cõi sáu đường. Tại vì có những người họ có mặt giữa trần đời, họ học không bao nhiêu hết mà họ rất là thông tuệ. Nếu trong quá khứ họ chưa từng học thì trong kiếp này thưa các vị họ học rất là cực. Có một lần mình nói đùa, khi mình đến là dạy học ở một cái chùa kia, mình nói các cụ, tức là các sư cô già, đừng có than phiền rằng là chữ Hán khó học, các vị học đi. Tại vì đời này mình học mình chưa xài thì đời sau mình xài. Các vị đó nghe mình nói cười cười tưởng là mình nói đùa, nhưng mà thưa các vị rất là thật nghe. Ta biết rằng có những người Tây phương á, họ ở trong một cái môi trường Kitô là một nè, họ không hề biết gì về văn hóa Đông phương, họ không biết gì về đạo Phật. Thế nhưng mà họ có mặt trên đất nước này là tự nhiên họ mày mò, họ muốn tập yoga, họ muốn học tiếng Tàu, rồi họ muốn gặp các vị Lạt Ma. Rồi lớn lên thì cái sự thôi thúc rất là mạnh để họ đi qua bên Ấn Độ, Nam Ra Sa La, họ tới gặp Ngài Đạt Lai Lạt Ma, họ tu với Ngài. Hỏi họ chứ, anh có tin luân hồi không? Anh có tin nghiệp không? Anh nói đầu tiên tôi rất ngỡ ngàng, thì trong truyền thống Kitô không hề nói cái chuyện luân hồi, quả báo và nghiệp tái sinh gì cả, cho nên tôi không tin. Thế rồi dần dần tôi thấy ra rằng nếu không dùng cái lăng kính của luân hồi nghiệp báo, thế thì không có cách gì giải thích được mọi hiện tượng của con người có mặt trên trần gian này cả. Họ có mặt không có nghĩa là một sớm tình cờ họ rớt xuống thai mẹ họ có mặt. Họ mang luôn cả một cái dòng nghiệp lực trong quá khứ để có mặt giữa trần đời này. Thế thì cái niềm tin đầu tiên xây dựng thưa các vị nó vô cùng căn bản. Ta có niềm tin với điều này thì ta không ngại ngần chi làm mọi thiện sự, ta không ngại ngần chi là đoạn trừ tất cả những ác hạnh ta có, ta đã gây trong đời này. Bằng không á thì mình vung vãi làm ác, mình không có nghĩ rằng là mình sẽ gặp lại cái kẻ oán trong cái đời này. Do vậy cho nên những ngài đạt những điều Đạt Lai ngài Đạt Lai Lạt Ma dạy nó rằng là tất cả những cái oan gia cửu thù phiền muộn anh phải làm mọi cách anh hóa giải nó ngay trong hiện đời, tại vì anh không thể trốn đi đâu được hết. Anh có tự sát thì anh cũng sẽ gặp lại rất là nhanh thôi, cho nên phải hóa giải cho được tất cả những cái oan gia cửu thù phiền muộn ở đây. Muốn chia tay nhau thì cũng phải chia tay trong cái tình bằng hữu, đừng có gây căm phẫn thù hận với nhau, tại vì cái điều đó mình sẽ gặp lại chứ không ai gặp cả.
Thế thì cái nền của tính này nó vô cùng quan trọng nghe. Tin nhân quả tội phước, khởi niềm tin tam bảo vô cùng cứng chắc, vô cùng như kim cương để hành trì. Và khi các vị có niềm tin rồi thì các vị cảm thấy là cái tâm thức mình nó rất là mạnh với cái niềm mong muốn thiết tha là tu tập và thành đạt sự giải thoát. Tại vì cái niềm tin luân hồi á, nó sinh ra vô vàn cái khía cạnh rất là tích cực. Điều thứ nhất là mình nhìn thấy nhiều kiếp sống của những loài chúng sinh hạ đẳng á, mình sẽ thương thân phận mình vô cùng, trân quý đời sống mình. Mình nghĩ rằng nếu không khéo thì mình rớt vào những cảnh giới u ám như vậy thì thưa các vị chìm trong nỗi khổ. Và không có một hoàn cảnh nào thuận lợi bằng hoàn cảnh con người để tiến tu cả. Sinh vào cõi trời cũng không thuận lợi, sinh vào cõi người nhưng mà ở vùng xa xôi không có điều kiện Phật Pháp, ta cũng không có điều kiện phát triển đời sống tâm linh. Sinh vào những cái vùng văn hóa của Hồi giáo, nơi đói thiếu nghèo nàn khốn khổ, thì các vị cũng không có điều kiện để phát triển đời sống tu. Và khi mình nhìn ra điều này rồi, thưa các vị, cái ý niệm mong cầu giải thoát, ý niệm tu tập nó tự nhiên nó dâng lên, chứ không có ai mà ở bên lưng các vị để khích lệ cả. Tự mình quán chiếu đời sống, tự mình nhận diện đời sống chung quanh để làm cho tăng trưởng cái thiện hạnh của mình, tăng trưởng cái tín tâm với tam bảo, tăng trưởng cái nội lực tu thôi à. Đó là bước thứ hai, cái năng lực tâm dẫn dắt. Bước thứ ba là tùy hỷ thiện hạnh. Trong thập nguyện phổ hiền có cái phần này nghe: nhất giả lễ kính chư Phật, nhị giả xưng tán Như Lai, tam giả quán tu cúng dường, tứ giả sám hối nghiệp chướng, ngũ giả tùy hỷ công đức. Thế nhưng mà cái hạnh này các vị đừng nghĩ rằng là dễ làm. Tại sao vậy? Mình có một cái thói quen của tâm thức, đó là mình nghe người ai khen một người nào đó, cái mình cảm thấy dường như họ lấy bớt đi cái phần tốt đẹp của mình đó. Cho nên mình cũng tìm cái cách mình hạ bớt đi, giảm đi cái cường độ tốt đẹp của người kia. Bằng cách rất là dễ thấy, đó là thầy đó thì hay đó, nhưng có cái chữ đó là mình muốn giảm đi cái cường độ mà người ta sùng kính về vị thầy. Cho nên mình phải học cái cách là ai khen một vị thầy, ai khen một người bạn hữu, ai khen một người kia thì mình đừng có dùng cái chữ nhân vô, mà mình nên làm một điều là hãy khen ngợi tùy hỷ thiện hạnh của người ta. Mà khen người kia, tán trợ thiện hạnh người kia có mất gì của mình không? Không. Tán lại nó có lời. Có lời là sao? Là các vị khen bằng miệng và bằng tất cả tấm lòng thì nó có lời là làm cho trái tim của các vị mở ra, lòng các vị thênh thang ra. Rồi cái điều lợi ích đó đến là mình cộng hưởng niềm vui với người kia. Phải vậy không? Khen người nên khen sau lưng. Phải không? Chê người nên chê trước mặt. Ta hãy học cái câu tiêu ngữ này cho nó thuộc đi. Thông thường mình cứ chê người ta sau lưng và khen trước mặt. Và khen trước mặt. Thưa các vị, nó có một chút toan tính trong đó chứ nó không hề vô tư nghe. Khen trước mặt để làm chi? Điều thứ nhất là để mát lòng nhau. Và chưa nói gì đến kẻ xấu, nó khen trước mặt nó có hậu ý chứ, để mượn tiền chẳng hạn. Thế thì thưa các vị, đừng khen trước mặt mà hãy khen sau lưng người ta. Đây là việc làm tùy hỷ thiện hạnh đây. Và cái lợi ích thứ hai của tùy hỷ thiện hạnh, thưa các vị, đó là các vị tăng trưởng phước điền rất là lớn hồi nào không hay. Tâm các vị tự nhiên là rộng mở, lòng của các vị tự nhiên nó phát sinh một cái niềm vui mà không cần làm thiện hạnh mình cũng có niềm vui. Không thích thôi à. Ví dụ như người ta bỏ tiền ngàn bạc vạn ra, người ta làm bao nhiêu công việc từ thiện, rồi mình chỉ làm việc là đứng bên lề đường vỗ tay ca ngợi thôi, mình có tốn một xu nào đâu. Thế nhưng mà mình chia sẻ được cái niềm vui của người ta. Và Đức Thế Tôn dạy trong Kinh Pháp Hoa rằng là người nào mà phát tâm tùy hỷ tới thứ 50 lần, tức là các ông kia làm việc lành, người thứ hai nói là cho ta biết, người thứ ba nói là cho ta biết, tới người thứ 50 chứ không phải là trực tiếp gặp cái người làm việc lành, việc thiện nghe. Nhưng mà cái công đức phước điền của người đó đạt được bao nhiêu phần trăm?
phải không đó? Thế thì các vị vụng về chi đến đổi mà không có tán trợ bao nhiêu thiện hạnh của người ta, nhìn thấy người ta đẹp đẽ mình khởi tâm hoan hỷ khen ngợi, nhìn thấy con người ta học hành thành công mình khởi tâm khen ngợi, nhìn thấy người ta nhà cao cửa rộng mình khởi tâm tán trợ, nhìn thấy người ta làm bất cứ một thiện hạnh gì mình đều có thể vui với người ta, thế thì người đó cũng vô cùng thông minh, tại vì nó lời hơn người thường biết bao nhiêu. Còn mình đợi một năm mới có được một chút niềm vui thì đợi nó lâu quá. Một năm mình mới trúng số một lần thì nó lâu quá, nhưng mà người ta trúng số kia mình cứ khen ngợi tới, có mất gì của mình đâu. Mình cứ vui với người đi, có mất gì của mình đâu. Có khi còn được lợi nữa, là người ta thương, người ta cho tiền nữa là khác. Mà tại sao không làm? Trong khi đó thì mình lại làm cái điều nó vô cùng vụng về, là luôn luôn là tìm mọi cách nói xấu về nhau, tìm mọi cách là tùy hỷ với ác hạnh của người chứ không tùy hỷ thiện hạnh. Cái này nó rất là vụng nha. Và đây là một cái tâm hành nó dẫn dắt chúng ta đến an lạc, đến hạnh phúc và thành tựu quả bồ đề đó. Gần nhất là các vị đọc thấy thập hạnh phổ hiền, nó có phần này trong câu thứ 5 rồi. Điều thứ 4 là phát bồ đề tâm. Thưa các vị, bồ đề tâm là cái năng lực giác ngộ tự có trong các vị. Thế nhưng mà nó không phải tự nhiên nó hiển lộ. Nó đòi hỏi mình phải gợi nó lên và sống được với nó bằng năng lực của ý thức, tức là bằng năng lực của tâm. Không dùng ý thức để tu thì không dùng cái chi để có thể thành đạt được con đường tu cả. Tôi ví dụ, cái việc gần nhất dễ hiểu đó là cái chi thiền đầu tiên trong tứ thiền là hữu tầm hữu tứ định, phải không? Từ này chúng ta cũng nên học để đi vào những cái tầng tu tập này. Thế nào là tầm, thế nào là tứ? Đây là cái từ cổ người ta dịch. Tầm đó là tiếng nói lầm thầm, kinh doanh mất doanh thu hàng tỷ nọ tỷ kia, thế rồi qua 6 tháng rồi mọi việc đâu rồi đấy, vẫn cứ bán thuốc đều như vậy. Chứng tỏ là đầu tiên thì nó có một cái chút tác động vào người, thế nhưng rồi người ta đọc một lần thôi, hai lần thôi, sau đó người ta không buồn đọc nữa, người ta cứ nhả khói ra bình thường. Thế thì cho dù mình treo cái tượng Phật ngay đầu giường chưa chắc thì mình đã nhớ. Cho nên phải gợi cái tâm thức của mình gắn liền với cái điều đó, là hãy phát đại nguyện vào mỗi sáng. Mà nếu không phát đại nguyện được thì không thể hành được Bồ Tát hạnh trong một đời này. Thậm chí như cái việc có thói quen tâm thức là không tùy hỷ thiện hạnh là chuyện rất dễ xảy ra. Và nếu mỗi sáng mình phát nguyện thì thưa các vị, cái việc này rất dễ làm. Mình hình dung rằng mỗi sáng á, mà mây u ám ở phương đông, thế thì mình biết ngày đó là gió, là bão, là mưa, là thời tiết xấu. Mỗi sáng mặt trời rạng rỡ phương đông là mình biết ngày đó chắc chắn là trời đẹp, phải không? Rồi quay lại đời sống bên trong tự thân, mỗi sáng mà mình phát nguyện tu tập, thế thì mình bước xuống giường là mình an trú trong niệm để mình tu. Mình đi tới, mình đi lui, mình rửa mặt, mình mở khóa xe, mình ngồi yên bình, mình thở vào thở ra 3 hơi, 5 hơi để nhiếp tâm trong thiền tập, rồi bắt đầu lái xe ra. Thưa các vị, xã hội Tây Phương rất cần các vị tu nghe, rất cần cái công phu thiền tập của các vị đi vô trong từng cái động thái. Tại vì một tích tắc thôi mà mình lơ là không có chánh niệm thì mình có thể gây ra bao nhiêu cớ sự cho người đi đường chứ. Hoặc là người ta gây cớ sự cho mình không phản ứng kịp. Thế thì cái chuyện tu nó rất là cần để các vị đem vô đời sống bình thường để thực tập ạ. Lái xe rất là cần cái sự tu tập của chúng ta. Ngồi làm việc cũng rất là cần. Và thưa đại chúng, nó đâu có mất bao nhiêu, một cái chu kỳ tuổi thọ nhất định nghe. Ví dụ như hành tinh ta, người ta đo rằng là đã sống được phân nửa chu kỳ tuổi thọ, tức là 5 tỷ năm rồi. Sự sống nó còn lại là 5 tỷ năm nữa, tức là nó vào cái khoảng trung niên của đời người rồi đó.
Thế thì khi cuối cùng hành tinh này nó chìm vào cái chết thì mặt trời cũng lâm vào cái tình trạng là cạn hết nhiên liệu và nó trở thành một hành tinh chết. Mình quen cái nhìn và từ nhỏ mình đã có một khái niệm rằng mặt trời nó như một cái đĩa tròn, nhưng mà thưa các vị, nó là một cái chảo dầu sôi chứ không phải là một cái đĩa. Mình chiên khoai tây mà nó phực lửa như thế nào thì mặt trời nó đang làm công việc như thế ấy. Một ngày nó đốt không biết bao nhiêu tỷ tấn khí heli để nó hình thành cái năng lượng sống động ấm cúng tặng cho hành tinh. Thế thì cái điều chúng ta trở lại đó là nó là một loại hiện hữu có thực. Phóng năng lượng ánh sáng đi vào chiều không gian này thì không gian này ta không thấy, nhưng mà từ cái có nó dần dần nó biến vào cái không, cũng như cái sự sống mặt trời dần dần đi vào cái chết. Thế thì từ cái hiện hữu nó đi vào không hiện hữu. Thế nhưng mà mình đừng tưởng rằng năng lượng và hơi ấm mặt trời nó biến mất vào không gian mênh mông này rồi nó không còn chi. Thưa các vị, sẽ tới lúc mặt trời nguội đi và mặt trời giấy chết. Thế thì cái năng lượng hơi ấm đã đi vào không gian này, nó lại hình thành một cái hành tinh khác. Sau triệu triệu năm ánh sáng thì nó lại có lại một dải thiên hà mới. Và nếu cái ví dụ này nó khó hiểu thì mình dùng cái ví dụ thứ hai. Thưa các vị, con người là một sinh vật hữu cơ, sống động. Mình ăn những thức ăn như là cỏ, như là cây, như là thịt động vật. Mình ăn nó vô. Trong cái quá trình mà biến hoại của thức ăn để thành máu, thành thịt nuôi các vị thì các vị không thấy.